khi doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm đó cần có nhãn hiệu. Nhãn hiệu chính là dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác nhau. Khi một sản phẩm có nhãn hiệu độc quyền, có chất lượng tốt, sẽ góp phần tạo nên thương hiệu cho doanh nghiệp. Kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Giá trị Doanh nghiệp năm 2021 cho biết, 55% người tiêu dùng Việt chọn tính bền vững là yếu tố rất quan trọng khi lựa chọn thương hiệu. Theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam, trên 60% khách hàng có xu hướng lựa chọn sản phẩm do doanh nghiệp Việt có thương hiệu và uy tín thị trường sản xuất mà họ cảm thấy quen thuộc, tin tưởng. Và thông tin từ Bộ Công Thương, trên 90% người tiêu dùng Việt Nam chuộng hàng nội địa, nhất là những sản phẩm đã có thương hiệu, bảo đảm chất lượng và tốt cho sức khỏe. Thưa quý vị, có một điều không thể phủ nhận rằng, thương hiệu giành được sự tin tưởng yêu thích của khách hàng và công chúng chính là tài sản có giá trị lớn nhất của doanh nghiệp. Trên thực tế thì nhiều doanh nghiệp có tên tuổi, có thương hiệu ở Nghệ An không chỉ tạo ra sự khác biệt trên thị trường trong tỉnh mà còn vươn ra cạnh tranh và chiếm lĩnh được thị trường trong nước và nước ngoài. Chính vì vậy, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp gắn với nhãn hiệu sản phẩm đã và đang là mục tiêu hướng tới của rất nhiều doanh nghiệp Việt nói chung và doanh nghiệp Nghệ An hiện nay. Chỉ sau một năm thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông lâm sản Việt Trung đã có sản phẩm dầu sở xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Đài Loan trên 1.000 tấn. Cùng với việc phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng, công ty đã tập trung đầu tư xây dựng thương hiệu doanh nghiệp. Hiện nay, mục tiêu mà công ty hướng tới là ngoài giữ vững thị trường hiện có, tập trung sản xuất sản phẩm dầu sở cấp cao để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, châu Âu. Doanh nghiệp thì đang còn thúc đẩy để làm tiếp mở rộng vùng trồng. Hiện tại riêng Nghệ Lộc thì mới được cấp 40 hecta vào diện Việt Gáp và cấp được mã vùng trồng để được xuất khẩu chính ngạch. Thương hiệu nước mắm 559 Quỳnh Lưu không chỉ là sản phẩm truyền thống mà còn là niềm tự hào, động lực phát triển của công ty cổ phần thủy sản Quỳnh Lưu. Để khẳng định thương hiệu cho sản phẩm nước mắm truyền thống, công ty luôn chủ động trong các khâu từ sản xuất, chất lượng, an toàn thực phẩm và đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Công ty cũng là nắm bắt được khoa học kỹ thuật, đưa cải tiến khoa học kỹ thuật vào để sản xuất nước mắm ngày một chất lượng hơn và phục vụ đến thị trường có uy tín, chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Mặc dù mới thành lập chưa đầy 3 năm, Hợp tác xã Dược liệu Phủ Quỳ, thị xã Thái Hòa đã rất chú ý đến thương hiệu, mẫu mã và chất lượng các sản phẩm của mình. Xác định nhãn hiệu sản phẩm có vai trò quyết định trong sự phát triển của đơn vị, Hợp tác xã đã xây dựng chiến lược với các bước đi cụ thể. Chúng tôi cũng xây dựng ba cái giai đoạn phát triển của hợp tác xã. Giai đoạn thứ nhất thì chúng tôi chú trọng vào chất lượng sản phẩm, cũng như là xây dựng cái đầu tư vào cái máy móc thiết bị, đánh giá các cái sản phẩm của mình. Giai đoạn 2 thì là phát triển vùng nguyên liệu, và giai đoạn 3 thì sẽ mở rộng thị trường cũng như là xây dựng các cái điểm bán hàng. Cùng với sự năng động của các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, hiệp hội cũng đã tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong thiết kế thương hiệu và xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa để nâng cao sức cạnh tranh, tăng giá trị sản phẩm, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Như vậy, xây dựng thương hiệu là một trong những hoạt động quan trọng đánh giá mức độ thành công và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên thì với bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, để một sản phẩm của doanh nghiệp ra thị trường gắn liền với tên tuổi của doanh nghiệp được người tiêu dùng lựa chọn có rất nhiều thách thức. Bên cạnh đó thì nhiều doanh nghiệp Nghệ An cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Với Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp, những sản phẩm như phân bón sao vàng, lúa giống NA6, NA9 đã trở thành nhãn hiệu không chỉ trong tỉnh mà còn được khẳng định trong nước. Thế nhưng, bảo vệ sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu và thương hiệu doanh nghiệp của công ty cũng đang gặp phải cạnh tranh không nhỏ. Hiện nay là sản phẩm là đứng còn nói chung là hơi cao bằng, mà nhất là tôi nói là những cái sản phẩm mà khi kiểm tra đánh giá không đảm bảo chất lượng rồi nhưng mà quay lại cứ làm vấn đề lưu hành. Nên tôi mong muốn là các nhà quản lý nhà nước phải làm thế nào mà phải siết chặt về vấn đề quản lý chất lượng. Đầu tư hàng chục tỷ đồng phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ,
Chính vì vậy, trang trại đồi chồi Bát Hiếu Farm luôn quan tâm đến việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm gắn với thương hiệu doanh nghiệp. Song để xây dựng được một thương hiệu mạnh, những thách thức đang đặt ra sẽ là rào cản, hạn chế doanh nghiệp phát huy tối đa tiềm năng của mình. Trang trại cũng đã gửi đăng ký cho huyện và xuống tỉnh. Nhưng mà trong quá trình làm thì thứ nhất là nó cũng có những sự vướng mắc giữa các phòng ban. Hàng năm thì từ cái nguồn hỗ trợ của tỉnh thì nó được ít và chỉ các cái chỉ tiêu thì nó đang đánh giá cao, mà lại cái thủ tục thì cũng có nhiều cái nó đang còn bất cập. Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phong, xây dựng thương hiệu luôn luôn được chú trọng từ hình ảnh, sản phẩm, logo. Tuy nhiên, trong thời gian qua, sự ảnh hưởng của dịch bệnh, giá cả đã ảnh hưởng rất lớn đến việc mở rộng và quảng bá thương hiệu sản phẩm của công ty, nhất là thị trường nước ngoài. Chúng tôi chỉ tập trung sản xuất những cái các cái đơn hàng cũ và đã có, còn các cái đơn hàng mới thì rất là hạn chế, thậm chí có những cái đơn hàng cũ người ta còn phải rút bớt số lượng và thậm chí là hủy bỏ một số cái hợp đồng mà đã ký. Bên cạnh những tồn tại vướng mắc trên, hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An cũng đang gặp phải nhiều thách thức như thiếu năng lực tài chính, vốn đầu tư, cạnh tranh thị trường khắc nghiệt, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng chưa được xử lý triệt để. Và đặc biệt là hầu hết các doanh nghiệp còn thiếu nhân sự cho việc quản lý thương hiệu. Thương hiệu thì không đơn giản chỉ là chiếc logo, nhãn hiệu sản phẩm hay là vài chiến dịch quảng cáo. Theo thống kê thì trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thiếu chiến lược phát triển thương hiệu. Một số doanh nghiệp đã chú ý đến xây dựng thương hiệu, nhưng hiệu quả thì chưa cao và chưa có tầm nhìn dài hạn. Do đó, để từng bước phát triển giá trị thương hiệu, ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp, cũng cần đến sự hỗ trợ thiết thực của các cấp ngành của nhà nước cho doanh nghiệp. Cũng đề nghị nhà nước tạo điều kiện cho hợp tác xã tham gia vào các cái hoạt động là làm thị trường, ví dụ như là xúc tiến thương mại, rồi là các cái tham gia các cái hội chợ, hỗ trợ các đơn vị được bán hàng đến các cái kênh thương mại điện tử. Thì chúng mong muốn là được nâng cấp lên 4 sao để đưa vào các cái chuỗi siêu thị với các cái không gian hàng là trưng bày là các cái hội chợ để mà quảng bá cái thương hiệu này. Trong quá trình làm thì cũng có nhiều cái nó yếu tố bên ngoài nó tác động đến, ví dụ như cái môi trường, khí hậu, rồi thì các cái nguồn nước thì cũng đang trong quá trình khắc phục và xử lý dần. Cái đó thì cũng cần có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương. Các nhà quản lý nên đi vào chất lượng, nên tăng cường vào kiểm tra những đơn vị nào mà không đảm bảo về vấn đề công nghệ, không đảm bảo về vấn đề thiết bị, không đảm bảo về vấn đề môi trường, không đảm bảo về vấn đề chất lượng thì nên không để cho hoạt động. Không phải có sản phẩm tốt thì có thương hiệu tốt. Không phải có sự truyền thông tốt là thương hiệu sẽ mạnh. Vậy đâu là chìa khóa để doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt? Doanh nghiệp Nghệ An làm thế nào để xây dựng thương hiệu gắn với nhãn hiệu sản phẩm, để khi người tiêu dùng nhìn sản phẩm, nhớ doanh nghiệp và nghe tên doanh nghiệp thì tin tưởng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp? Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi ngay sau đây. Khách mời trong chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay là Tiến sĩ Phan Tất Thứ, giảng viên quốc gia, chương trình đào tạo doanh nhân Empretec, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển UNTAS, chuyên gia huấn luyện và khai vấn kinh doanh KNV Group, đồng sáng lập trường đào tạo Elite PR School, tác giả của nhiều mô hình quản trị nổi tiếng tại Việt Nam, đã được cấp chứng nhận bản quyền. Xin cảm ơn Tiến sĩ Phan Tất Thứ đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của tạp chí Kinh tế Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Thưa Tiến sĩ Phan Tất Thứ, ông nhận thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường dễ mắc phải những hạn chế gì trong quá trình xây dựng thương hiệu? Với những cái kinh nghiệm huấn luyện và cố vấn, tư vấn cho các doanh nghiệp á, thì chúng tôi cô đọng lại thành 5 cái hạn chế cơ bản. Thì hạn chế thứ nhất thì phải nói là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì là thiếu ngân sách. Bởi vì thực sự là xây dựng thương hiệu cũng là một hoạt động mà đòi hỏi phải có thời gian, có ngân sách, có chi phí. Cái hạn chế thứ hai á, này là cái hạn chế nó nhiều hơn, đó là thiếu cái kinh nghiệm và cái kiến thức nền tảng. Họ chưa có đầu tư thời gian cho cái việc học hành để nâng cao cái kiến thức về thương hiệu, truyền thông. Cái hạn chế thứ ba ấy là cái hạn chế về cái việc định vị cái thương hiệu của mình trên thị trường.
bởi vì môi trường cạnh tranh giờ càng ngày càng khốc liệt và các cái thông tin càng ngày càng khó, càng đa dạng càng khó xử lý, và về các đối thủ thì cũng không thể định vị được, có nghĩa là mình không biết thực sự mình là ai, mình khác biệt thế nào. Cái hạn chế thứ tư mà chúng tôi nhìn thấy nhất ấy, là có những doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng thương hiệu nhưng lại thiếu đồng bộ, manh mún, thiếu cái sự chuẩn hóa bài bản. Cái hạn chế cuối cùng ấy là ngay cả khi doanh nghiệp mà cũng nghĩ đến việc xây dựng thương hiệu nhưng câu chuyện là bảo vệ thương hiệu như thế nào. Trong kỷ nguyên mới của Internet và kỹ thuật số hiện nay, để có thể xây dựng một thương hiệu thành công, theo ông thì doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng nên áp dụng những chiến lược gì? Tôi thường đưa ra cái lộ trình 8 bước để giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và cũng có tính đến những cái đặc thù địa phương. Thứ nhất ấy là mỗi một doanh nghiệp phải xác định được cái mục tiêu và cái sứ mệnh xã hội của mình, nghĩa là tại sao cái thương hiệu của mình, tại sao doanh nghiệp mình cần phải tồn tại để giải quyết vấn đề gì cho xã hội, cho khách hàng của mình. Cái thứ hai á là một doanh nghiệp thì phải có cái tầm nhìn, phải có cái triết lý cho cái hoạt động và cái giá trị cốt lõi cho cái thương hiệu của mình. Thứ ba là mình phải xây dựng được một cái hệ thống nhận diện và rất là độc đáo, từ việc lựa chọn màu cờ, sắc áo, đồng phục cũng như là các cái dấu hiệu nhận diện khác. Cái thứ tư ấy là khi anh có thương hiệu rồi, anh phải tăng cường cái sự tương tác với công chúng và anh phải tạo lên được một cái nhận diện, cái trải nghiệm thương hiệu. Cái bước thứ năm ấy là mình phải thật sự là tạo nên cái sự tin cậy và uy tín bằng các cái sản phẩm dịch vụ có chất lượng, cam kết. Và bước thứ sáu ấy là mình phải có những cái xây dựng một cái tập hợp các mối quan hệ bền vững với khách hàng và công chúng. Và cái bước cuối cùng là bước số 8. Là đối với doanh nghiệp ấy thì phải thường xuyên theo dõi đánh giá cái sự tương tác trong cái thương hiệu của mình đối với công chúng. Để cuối cùng ấy là mình có được cái định vị, có được cái hình ảnh sâu và tốt trong cái tâm trí công chúng, thì đó chính là cái con đường thành công cho các doanh nghiệp. Xin cảm ơn Tiến sĩ Phan Tất Thứ. Như vậy, sở hữu một thương hiệu mạnh là nền tảng để doanh nghiệp thuyết phục người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, góp phần duy trì và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và chống cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Hy vọng trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An sẽ có thêm nhiều thương hiệu mạnh cấp tỉnh, cấp quốc gia, góp phần nâng cao văn minh thương mại. Chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình trên app NTV Go hoặc website truyenhinhnghean.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.